khất thực. Những ngạo mạn, tự đại ẩn sâu trong lòng chúng ta sẽ theo đó mà giảm dần. Còn đối với người bố thí, cũng là cách họ đoạn trừ lòng tham, gột sạch tội lỗi của mình. Dương Tử tuy sinh ra trong dòng sát đế lị, nhưng vận mệnh sắp đặt ngày ấy sẽ trở thành một người tu hành. Đứa trẻ này đầy đủ 32 tướng đại dụng phu, giống như tiên nhân Gotama vĩ đại. Thưa cha, con đang đứng trước mặt cha, nhưng tại sao cha lại lạc vào hồi ức của quá khứ? Ta nhớ lại lời dự đoán của tiên nhân Ishita. Tầm nhìn của tiên nhân Ishita thật sâu xa. Năm xưa ông ấy từng dự đoán tương lai của con, nhưng ta không thể nhìn thấy được. Hoặc là ta chỉ đơn giản không muốn nhìn thấy. Vậy mà kỳ tích thật sự đã xảy ra. Từ Siddhartha, con đã trở thành một bậc giác ngộ. Đã 7 năm rồi. Ngươi chỉ được bao nhiêu đây thôi sao? Một chiếc túi để đi xin ăn. Chiếc y xấu xa rách nát. Còn đi chân đất nữa chứ. Dẫn theo một đám người lang thang không nghề nghiệp. Là gì ha? Xin hãy bố thí. Devarata, cô ăn nói cái gì vậy hả? Ngài ấy không còn là Siddhartha nữa, mà ngài ấy là Buddha, có cả ngàn đệ tử, tuyên giảng giáo pháp khắp nơi trong thiên hạ, cô có biết không? Ồ, vậy sao? Vậy Buddha tôn kính, hãy nói cho anh của ngài nghe thử. Bảy năm nay ngài đã học được những gì vậy? Tịch tình, hòa bình. Trên miệng thì nói thích hòa bình, đều là những người không thể dùng kiếm để chiến thắng chứ gì. Anh chinh phục cả thế giới này, nhưng đến tâm của mình anh cũng không kiểm soát được. Như vậy cũng được xem là chiến thắng à? Vậy nhà ngươi đã thắng được những gì rồi? Ta ra đi không vì thắng lợi, mà là vì sự mất đi. Vì mất đi sao? Đúng vậy. Mất đi giận dữ, mất đi tham lam, mất đi đố kỵ và sự hận thù, mất đi ganh ghét. Giờ đây ta không còn gì nữa, chỉ đạt đến bờ tịch tịnh mà thôi. Hiểu rồi. Ý của ngươi nói là ngươi rất an tịnh chứ gì? Còn ta, ta đang sống trong phẫn nộ đúng chứ? Đó là lời anh nói. Nóng giận sẽ khiến cho anh phải đau khổ. Chẳng qua ta chỉ tranh cãi vài câu thôi. Tranh cãi sẽ gây ra phẫn nộ, khiến con người dừng bước trước chân lý. Đó chỉ là cách che chở bản thân mình thôi. Ta đâu có sân si. Vậy thì tốt quá rồi. Vì sự nóng giận chẳng khác nào một đốm lửa trong lòng bàn tay. Chúng ta muốn quẳng nó cho người khác, nhưng mà trước khi quẳng đi thì tay của mình đã bị bỏng trước. Các ngươi làm gì mà chậm chạp vậy? Đừng trễ ra nữa, mau chất mẹ lên xe đi. Bố thí hả? Tại sao ông lại cầu xin bố thí chứ?
ông có tay có chân mà. Sao không lo đi làm, tự mình kiếm sống? Ta cũng giống như ông, đều là nông phu, ta cũng phải lao động cày bừa và gặt hái những thành quả do ta tạo ra. Vậy sao? Vậy ông nói thử xem, ông lao động như thế nào? Cuộc đời của ta chính là thửa ruộng do ta cày cấy. Ta tứ tẩm thửa ruộng ấy bằng sự sám hối và thiền định. Còn chân lý vô thường, đó chính là công cụ cày bừa của ta. Mùa màng mà ta gặt hái được đều đem phân phát cho tất cả chúng sanh. Vậy chúng tôi có được thành quả của ngài thì sẽ thế nào? Người nhận được thành quả ấy sẽ giải thoát ra khỏi mọi khổ đau, chứng được chân lý vô thường, đạt đến cảnh giới niết bàn tuyệt đối. Tôn danh của ngài là gì? Ngài ấy là Sakyamuni Buddha. Ngài chính là bậc trí đã thành tựu giác ngộ đó sao? Cứu giới, cứu giới. Nhà chúng tôi bị cháy rồi, con trai tôi còn ở trong đó. Cháy rồi, cháy rồi. Hãy cứu giúp con trai tôi. Mau lên, cô ba nè, mau lên. Nhanh cứu con trai tôi với. Mau lên đi. Cô ba, xin hãy cứu con trai tôi. Nhà này còn có cửa nào khác nữa không? Bên góc nhà có một ô cửa sổ. Chính là ô cửa sổ này, nhưng mà người không chui vào được đâu. Nhưng đứa bé có thể chui từ bên trong ra ngoài. Nhanh, nhanh đi, hãy cứu con trai tôi. Cô Ban, cô Ban ơi, hãy ra ngoài nhanh đi con. Đến đây nào con trai, trong nhà đang cháy. Cô Ban, cô Ban, con hãy xem đi, cha con mang đồ chơi đến cho con đi. Chiếc xe nhỏ làm bằng đất sét này rất đẹp, ta sẽ đưa nó cho con nhé. Lại đây nào. Đúng rồi, lại đây nào. Ôi, con của tôi, con của tôi. Lúc nãy anh đã sỉ nhục Buddha, vậy mà ngài ấy lại giúp anh cứu đứa con cưng của anh ra ngoài đó. Xin ngài hãy tha lỗi cho con, xin tha lỗi cho con. Ta xin phép cáo từ. Thưa thánh nhân, ngài là người cho đứa bé này sự sống. Ân đức của ngài suốt đời này con khó mà báo đáp được. Ngài xuất hiện giống như một vị thần linh vậy. Nếu không có ý tốt của ngài, đó chính là mục tiêu của cuộc đời ta. Xin ngài hãy giải thích cho chúng con hiểu. Này ông Sudatta, sự trói buộc của dục vọng, ganh ghét, nóng giận, ngu si và tham lam, ta sẽ giúp mọi người thoát ra khỏi những thứ ấy. Những ngọn lửa này đang thiêu hủy sinh mạng của quý vị, khiến cho vô số người phải tan thân mất mạng trong đó. Ta gọi cô Ban ra ngoài cũng chính là kêu gọi quý vị bước ra cánh cửa tâm linh của chúng sanh đang bị trận lửa lớn này chặn lối đi. Nhưng trong tâm vẫn còn một ô cửa sổ luôn rộng mở. Giống như cô Ban vậy, chịu lắng nghe lời ta nói, những ai đến gần ta sẽ an toàn theo ta ra khỏi biển lửa này. Con đường giải thoát đang ở ngay trước mặt các ông. Như vậy họ cũng có thể có một cuộc đời mới như cô Ban, con trai của con. Thù hận không thắng được hận thù, chỉ có tình yêu mới có thể hóa giải được hận thù. Đó cũng là quy luật tự nhiên. Bạch Thế Tôn, xin ngài chỉ cho con lối thoát. Đừng chấp chặt vào việc đã qua, và cũng đừng nên mơ tưởng đến những chuyện tương lai. Chỉ an trú vào phút giây hiện tại, con sẽ giải thoát được nỗi khổ đau tưởng như không thể nào chịu đựng này.
Sakyamuni Buddha! Sakyamuni Buddha! Con có tin vui muốn báo với Thế Tôn. Sudatta là người lương thiện chân thành. Nguyện vọng của ông ấy nhất định sẽ được thành tựu. Tính Sudatta hay ngại ngùng, không biết nói tốt về bản thân. Con xin trình bày với Thế Tôn những việc vừa qua. Yubasenadi, nước Kusala đã cho Thái tử Zeta, con trai ông ta, khu rừng đó. Thật sự là ông ấy không muốn bán nó đi, vì Yubasenadi còn hận ngài chuyện ngày xưa. Sudatta vì muốn có kỳ duyên mà đưa ra một cuộc giao dịch khiến ông ta không được vui. Người điên rồi sao Sudatta? Người có biết người đã làm gì không hả? Thưa bệ hạ, khu rừng Jetavana này rất thích hợp làm nơi tu hành cho Buddha, đạo sư của thần. Ta tuyệt đối không để rừng kỳ viên này cho Sudatta đâu. Món nợ cũ với ông ấy ta vẫn chưa tính đây. Xin bệ hạ thứ lỗi, ngày ấy đã không còn là Sudatta nữa, mà là một Buddha đã thành tựu chánh đẳng chánh giác. Ngài ấy sẽ đưa chúng sinh đang chịu khổ đến bờ tịch tịnh an vui. Kêu gọi một đám người nghèo và ăn xin làm đệ tử đương nhiên không khó gì hết. Tâu bệ hạ, đến vua Bimbisara còn làm đệ tử của ngài ấy. Bà La Môn danh tiếng như Uruvela Kassapa còn dẫn hết đệ tử của mình đến quy y với Buddha làm tỳ kheo của ngài ấy. Buddha là người có trí tuệ vô thượng. Nếu ngài ấy có thể đến thành Savatthi này thì người dân chúng ta sẽ được hưởng lợi lạc vô cùng. Thôi được, cũng vì hạnh phúc cho muôn dân, ta sẽ để khu rừng này lại cho ông. Nhưng mà ông phải trả tiền cho ta. Thưa bệ hạ, tất cả yêu cầu của ngài thần đều đồng ý. Đất đai ở trong khu rừng này, nơi nào mà ông có thể dùng vàng để trải kính thì nơi đó thuộc về ông. Nhưng hãy nhớ rằng, cho dù là một tấc đất trong khu rừng này, ông cũng không được bỏ sót, nhớ chưa? Thần sẽ làm như những gì bệ hạ nói. Con vô cùng kinh ngạc, nhưng đáng tiếc là năng lượng thành tâm của Sudatta Basenadi không hề nhận ra. Sudatta nghe lời khen ngợi thì có chút ngại ngùng. Ông ấy đã đem hết vàng bạc đến, cẩn thận rải khắp mọi ngõ ngách trong Jetavana. Dùng hết số vàng đó, Sudatta lại bán các thứ tài sản khác, rồi đổi thành vàng, tiếp tục rải khắp mặt đất trong khu rừng. Ông ta cứ làm như vậy, cứ tiếp tục rải vàng khắp trên mặt đất trong khu rừng. Ta vốn rất tự tin, ông không thể nào đáp ứng được điều kiện của ta. Thưa bệ hạ, quả thật thần không đủ năng lực. Tất cả đều là nhờ ân điển của Buddha mới có thể khiến thần thực hiện được lời hứa với ngài. Không lẽ ông chính phục Siddhartha tới như vậy sao? Tới nỗi đem hết gia sản của mình để hiến cúng cho ông ta. Không phải vị Siddhartha đó đâu. Giữa lúc loài người đang ngủ say thì ngài ấy chính là người đang tỉnh thức. Ngài ấy đã trở thành bậc giác ngộ. Những nơi nào bước chân Buddha đi qua thì nơi đó đều trở thành đất thánh, đều là thánh địa. Cho dù ngài muốn lấy mạng của thần, thần cũng lập tức dâng hiến. So với những điều này thì tài sản có đáng gì đâu. Tên gọi của mọi người cùng phẩm chất và hành vi của bản thân họ thường không tương xứng với nhau. Nhưng đối với ông, tên của ông bao hàm ý nghĩa kiết tường là Anatha Pindika. Anatha nghĩa là nghèo khổ, lại còn khiêm cung. Còn Pindika tức là của cải của ông, thường mang ra giúp đỡ người,
dù thời đại có đổi thay, thì tiếng thơm và tên tuổi của ông vẫn không bao giờ mất đi. Dù cơm nước đạm bạc, nhưng nếu có tình thương, đều sẽ biến thành vị ngon. Ông có thể dâng hiến cả tâm hồn và tài sản, tất cả đều xuất phát từ thiện ý. Bạch Thế Tôn, ngài sẽ đến Jetavana chứ? Đương nhiên rồi, nhất định ta sẽ đến thăm Jetavana. Bây giờ mời ông trở về rừng Tịnh Tu nghỉ ngơi, ta phải đi khất thực rồi. Nghe nói không có điều gì mà ngài không biết mà Buddha, vậy mà cũng bị thương sao? Đúng là mở rộng tầm mắt. Thử xem bây giờ còn có ai xem ông là thánh nhân nữa hay không. Khắp mặt đất đều là gai nhọn, trong thôn làng này không ai chào đón ông cả. Không phải mỗi ngày ông đều đi khất thực hay sao? Tới đây, bước qua đây đi nào. Ta xin các vị hãy để cho ta vào khất thực ở trong thôn của các vị. Được thôi, nếu ông không sợ gai đâm thì cứ đi vào khất thực, có gì mà ngại. Này Sunita, nếu người dám quét thì đừng nghĩ đến chuyện về thôn này nữa, nghe chưa? Ngài có thể vào thôn được rồi. Ngoài bọn họ ra còn có rất nhiều người mong được cúng dường cho ngài. Ngài đừng đụng vào con. Đến cái bóng của con cũng khiến ngài ô uế. Tại sao ta bị ô uế? Con và chúng ta đều là người như nhau. Sự xúc chạm của một người sao có thể làm cho người khác ô uế được chứ? Chỉ có tham lam, hận thù, ngu si và dục vọng mới có thể làm cho con người ô uế. Một người lòng đầy yêu thương như con chỉ khiến người khác vui lòng, chứ không khiến cho họ phải khổ đau. Không phải ông mà là thánh nhân gì chứ? Ông hoàn toàn không biết gì về chủng tánh và Vana. Không phải cứ khoác lên mình chiếc áo cà sa là thành nhà tu đâu. Ông chính là một kẻ lừa bịp, kẻ cướp đi nhân tính của người khác. Đó mới chính là một tên lừa bịp. Nếu gọi ta là kẻ lừa bịp mà có thể khiến cho các ông thấy dễ chịu, vậy cũng được thôi. Nhưng người này không khác gì chúng ta, họ cũng có sinh mạng. Nếu xem anh ta là hạng người thấp kém miệt thị anh ta, thì đó cũng là lừa bịp. Để ta nói cho ông biết, đây chính là chính pháp của chúng ta. Sao gọi là lừa bịp? Mặt đất này đã nuôi dưỡng toàn nhân loại trong thế gian, cũng nuôi dưỡng anh ta. Nếu như hai người kỳ thị họ, chính là đang phỉ báng đấng tạo hóa. Chúng ta tung cát bụi lên trời, hư không không hề bị hạ thấp xuống, mà cát bụi lại rơi xuống trên thân của chúng ta. Hư không không hề phân biệt, giống như một người cha âm thầm che chở cho loài người chúng ta vậy. Mặt đất bao la này
các loại cây trái được sinh ra. Chúng không hề lựa chọn người sử dụng. Làn gió nhẹ mang đến sự mát mẻ đến cho chúng sinh. Nước có thể giải cơn khát cho muôn loài. Xưa nay thế giới tự nhiên không hề kỳ thị bất kỳ ai. Vậy tại sao loài người chúng ta lại đi chà đạp lẫn nhau như vậy? Ông Toàn nói là đạo lý. Sao không để hắn làm tỳ kheo trong tăng đoàn của ông? Lời mà ngài nói quả thật rất chi lý. Sunita, con có đồng ý làm tỳ kheo hay không? Con là một tiện dân, làm tỳ kheo của một bậc vĩ đại như ngài. Con đâu có đủ tư cách đó. Nỗi đau của người khác cũng có thể khiến con đau khổ. Con có phẩm hạnh như vậy, đó là điều quý hiếm trong thế gian. Ta là Buddha, hoan nghênh Sunita trở thành đệ tử tỳ kheo của ta. Đời này của con chưa có ai nói chuyện với con một cách từ hòa như vậy. Hôm nay ngài yêu thương quan tâm con thế này khiến con lần đầu tiên cảm thấy mình là một con người. Mong rằng con chưa làm bất cứ điều gì sai phạm hết. Những điều sai phạm ấy sẽ không xảy ra nữa đâu. Con người đều có tư duy, còn phải thể hiện tiềm năng của chính mình, tìm lại tôn nghiêm của bản thân. Đạo của ta là đạo của tình yêu rộng lớn, chào đón tất cả chúng sanh. Sông Ganga, sông Yamuna, sông Asiravati, sông Rabahu, sông Mahi, những dòng sông này đều chảy vào biển lớn, chúng không có sự khác biệt. Về thân phận của mình hay là tên gọi cũng như vậy. Nếu người có quyết tâm xuất gia theo con đường chân lý để tu hành, bất luận Bà La Môn hay Sát Đế Lỵ, Vậy Xá hay là Thủ Đà La, thì đến cuối cùng tất cả những dòng chảy ấy đều sẽ hòa nhập vào biển chân lý. Nước mắt của mỗi chúng sanh đều có vị mặn, và máu đều có màu đỏ như nhau. Người tạo ra những định kiến sai lầm để áp bức người khác cũng chính là nhân loại chúng ta. Hôm nay, ta sẽ xóa bỏ hết những định kiến sai lầm ấy. Sunita là điển hình đầu tiên, là khởi đầu của lịch sử. Cuộc đời này của ta đến đi vội vàng, cùng lãnh hội được rất nhiều điều, cố hết sức mình mong lấp đầy mọi khát vọng. Có trong tay rồi vẫn không hề biết đủ. Nhưng cuộc sống cơm canh đạm bạc lại có thể khiến người ta hài lòng. Siddhartha, sau khi con từ biệt Kapilavatthu, cuộc sống của bệ hạ vô cùng đơn giản. Cha của con đã đem đạo lý của con ra lãnh đạo muôn dân. Thưa cha, cha hãy nhìn con, nhìn Rahula, nhìn Nanda, nhìn cây cối xanh tươi bên ngoài cửa sổ, nhìn những chiếc lá màu xanh kia. Cha hãy nhìn chúng và thử nghĩ xem, bước chân của sự sống có bao giờ dừng lại? Nó vĩnh viễn không dừng lại. Cũng như vậy, cha đang sống trong tim của con, sống trong tim của Rahula, sống trong tim của Nanda. Sức sống của sinh mạng cha mãi mãi dung hòa vào trong hàng thân tộc cốt nhục của cha. Cha xem, Rahula
chính là một bộ phận trên thân thể của cha. Nghe lời con nói, nỗi sợ hãi về cái chết trong ta đã tiêu tan hết rồi. Mẹ à, sống và chết là lẽ tất yếu trong đời người. Chúng ta suy nghĩ thật kỹ, thường thức tỉnh chính mình, khiến bản thân không chìm đắm vào trong dục vọng, càng phải sống một cuộc đời hòa bình, an vui và mãn nguyện. Đây là chân lý của Pháp, là ý nghĩa đích thực của sự sống. Chân lý ấy không sanh, không diệt, không khởi đầu, cũng không hủy diệt, không giảm, cũng không tăng. Chỉ còn thứ duy nhất tồn tại, đó là an nhiên tịch tịnh. An nhiên tịch tịnh, tịch tịnh, tịch tịnh. Các thầy cần phải ghi nhớ, tâm nghi ngờ chính là căn bệnh hiểm nghèo. Nó chia rẽ tình người, chẳng khác nào liều thuốc độc mà giết chết tình bạn. Nó cũng giống như là gai nhọn đâm vào tận xương cốt. Đừng bao giờ quên rằng chính tư tưởng của chúng ta đã tạo nên con người của chúng ta. Ta chỉ là người chỉ ra con đường để đi. Còn đối với việc tu hành, vẫn phải dựa vào chính bản thân các thầy. Tên khổ hạnh kia, dừng lại! Tên khổ hạnh kia, dừng lại! Tên khổ hạnh, không nghe ta kêu ngươi dừng lại hay sao hả? Ta đã dừng lại rồi, là ngươi vẫn chưa dừng lại thôi. Ngươi không sợ ta hay sao? Ta là ma đầu Angulimala. Không, anh chính là con người. Tên khổ hạnh, ngươi nói là ngươi đã dừng lại, nhưng rõ ràng ngươi vẫn đang đi mà. Vậy tại sao ngươi nói ta chưa dừng lại hả? Ta đã dừng lại tất cả mọi hành vi ác làm tổn hại tới chúng sanh, và đang học cách che chở sinh mạng của chúng sanh. Nếu ngươi dùng tâm từ bi để quan sát, sẽ thấy được hết thảy chúng sanh đều muốn sinh tồn. Không! Ta nhất định phải giết sạch bọn chúng. Con người không có tình thương, càng không có từ bi, chỉ có tàn bạo và dối trá mà thôi. Do ngươi từng bị tổn thương quá nặng thôi, Angulimala. Sự tàn nhẫn của con người bắt nguồn từ vô tri, hận thù, ganh ghét, ngu si, phẫn nộ và dục vọng. Tất cả đều do vô minh sanh khởi. Nhưng tình thương, tha thứ, từ bi, thấu hiểu, khiêm tốn, những thứ này nó luôn hiện hữu trong mỗi chúng ta. Nè Angulimala, dù là người tàn bạo nhất trong thế gian, thì họ vẫn tồn tại sự lương thiện. Lau sạch đôi mắt của ngươi và hãy quan sát thật kỹ đi. Ngài không phải là người tầm thường. Ta là một người rất bình thường. Ta đang đem đạo giác ngộ chỉ dạy cho thế nhân. Người thế gian đều có căn tánh giác ngộ như nhau. Đạo của ta có thể chuyển hóa sự hung tàn trở thành những điều không sợ hãi. Angulimala, ngươi dừng bước chân thù hận lại, chính là đã bước lên con đường từ bi nhân ái rồi đó.
Ngài chính là Buddha sao? Là Buddha đang truyền đạo giải thoát khắp nơi. Con đã đúng quá sâu vào tội lỗi. Con đã giết quá nhiều người. Con không thể dừng lại được nữa. Không có chuyện gì là không thể. Làm việc thiện không bao giờ là quá trễ. Con không thể quay đầu được nữa rồi. Đã quá muộn rồi. Con có thể sáng suốt để ý thức được tội lỗi mà mình phạm phải, nghĩa là con vẫn có năng lực để phân biệt rõ sự thiện ác trong thế gian này. Này Angulimala, từ hôm nay con có thể thành tâm sửa đổi lỗi lầm, cũng chính là bắt đầu lại một cuộc đời mới. Cho dù con có làm như thế gì thì trong mắt người khác con vẫn là một tên ác ma. Bọn họ không để yên cho con đâu. Con có thể bỏ hết bạo lực, vậy ta sẽ làm người dẫn đường cho con. Ta sẽ bảo vệ con, bảo vệ con ra khỏi sự thù ghét của mọi người. Nhưng con đường thì con phải tự mình bước đi. Ngài nói thật chưa? Đương nhiên là thật Angulimala. Con có trí tuệ hơn người. Trên con đường giác ngộ nhất định sẽ có thành tựu lớn lao. Con xin hứa với ngài, con không bao giờ làm việc ác nữa. Từ nay về sau, con nhất tâm phụng hành đạo từ bi của ngài. Cầu xin ngài hãy thu nhận con làm đệ tử đi. Ta không thu nhận đệ tử, là mọi người tự nguyện gia nhập tăng đoàn. Loài rắn khi đã lột bỏ lớp da cũ của nó, thay vào đó một cơ thể mới hoàn toàn, con người cũng có thể dựa vào sự nỗ lực của bản thân để thay đổi thân tâm, thay hình đổi dạng để có cuộc đời mới. Mời ngài vào bệ hạ Kosala. Hoan nghênh ngài đã viếng thăm. Ta đến là muốn xác thực một vài việc. Nghe nói ngài đã truyền giới tỳ kheo cho tên Angulimala, có đúng vậy không hả? Đúng vậy. Thầy ấy đang dựa vào nỗ lực của bản thân để tìm cầu giải thoát. Ngài đến thật đúng lúc. Angulimala đâu rồi? Lát nữa chúng ta hãy nói về chuyện này. Bây giờ xin ngài hãy lắng nghe tỳ kheo thân yêu của ta nói vài lời. Đến đây, thầy Ahimsaka. Buddha từng dạy, những gì chúng ta làm chính là những gì chúng ta nghĩ. Vì vậy suy nghĩ tốt sẽ thành tựu hành vi thiện, còn suy nghĩ xấu sẽ dẫn đến hành vi ác. Đây là quy luật tự nhiên. Kẻ thù lớn nhất của con người chính là bản thân mình. Mọi lúc mọi nơi đều có thể khiến cho con người bị lạc lối. Những lời thầy tỳ kheo của ngài nói đúng là ngắn gọn, nhưng ý nghĩa lại thật thâm sâu. Thưa bệ hạ Kosala, vị tỳ kheo này tên là Ahimsaka. Trước khi thọ giới,
Người ta gọi thầy ấy là ma đầu Angulimala. Trước đây ta từng nghe nói tội phạm giết người trở thành người tu hành, nhưng hôm nay lại may mắn tận mắt chứng kiến sự lột xác này. Angulimala, ta xin chia sẻ với thầy sinh mạng và tự do. Thưa bệ hạ, trái tim của ngài thật nhân từ, không đâu. Tấm gương của tình yêu và từ bi phải tôn xưng cho Buddha. Từ xưa đến nay đều dùng hình phạt và pháp luật nghiêm khắc để bắt người ta đền tội, nhưng Buddha Gautama đã khiến cho họ trở về với bản tâm của mình. Kẻ thù đáng sợ nhất của con người chính là bản thân họ. Những gì chúng ta làm chính là những gì chúng ta đang nghĩ. Suy nghĩ tốt, thành tựu hành vi thiện. Suy nghĩ xấu sẽ dẫn đến hành vi ác. Đó là quy luật của tự nhiên. Hôm nay, dưới sự chứng kiến của bệ hạ, hai vị tôn giả này sẽ trình bày tư tưởng của mình ngay trên triều. Những tư tưởng này sẽ làm tăng trưởng kiến thức cho chúng ta. Bây giờ xin mời hai vị tôn giả tùy ý chọn chủ đề, biểu đạt quan điểm của mình. Và bây giờ buổi tranh luận bắt đầu. Ngài đây tuổi còn trẻ hơn tôi nhiều, vì thế xin mời ngài chọn chủ đề trước. Ngài nói đi, ngài muốn thảo luận vấn đề gì? Thỉnh An tôn giả, xin ngài chỉ giáo cho. Một vị Bà La Môn đúng nghĩa thì phẩm chất họ phải có là gì? Nếu ngài muốn, có thể trích dẫn điển cố trong kinh Vệ Đà. Tinh thông Vệ Đà là sở trường hàng đầu của Sonadanda. Những vấn đề liên quan đến kinh điển Vệ Đà, ngài ấy đáng gọi là bậc thầy. Thưa Tỳ Kheo Gotama, một Bà La Môn đúng nghĩa phải có đầy đủ năm phẩm chất. Đó là tướng mạo đoan trang, tinh thông nghi thức văn tế, bảy đời truyền thừa huyết thống trong sạch, học thức đúng đắn và thiện nghiệp, không thể thiếu bất kỳ một điều nào. Trong năm phẩm chất đó, thì phẩm chất nào được cho là quan trọng nhất? Nếu bỏ bớt bất cứ một phẩm chất nào, còn có thể gọi là Bà La Môn đúng nghĩa không? Quan trọng nhất là hai phẩm chất cuối cùng, đó là học thức đúng đắn và thiện nghiệp. Tướng mạo dễ nhìn, tinh thông nghi thức văn tế và bảy đời truyền thừa huyết thống trong sạch đều không quan trọng. Thành thật xin lỗi, đại sứ Sonadanda nói vậy là sai rồi. Là do Buddha cố ý mê hoặc ngài ấy. Rõ ràng là sỉ nhục Bà La Môn. Không sai, đây là sự sỉ nhục. Thôi đúng lắm, không sai, đây là sự sỉ nhục của tôi. Chư vị tôn giả, nếu mọi người thấy không tin tưởng Sonadanda, trước tiên xin hãy bình tĩnh để nghe ngài ấy nói hết đã. Nếu vị nào vẫn còn thắc mắc, cũng có thể đứng ra thay ngài ấy tiếp tục biện luận về đề mục này. Ta nhất định trả lời tất cả những gì mình biết.
thưa bạn, Angaka, người cháu của tôi, là một điển hình. Đây là Angaka. Angaka là một thanh niên anh tuấn, cởi mở, khiêm tốn, lễ độ, cử chỉ tao nhã, dung mạo trang nghiêm. Chỉ có tỳ kheo Gotama mới có thể sánh được vẻ đẹp ấy. Huyết thống của hai bên cha mẹ đều có thể truy cứu đến 7 đời. Lại tinh thông Vệ Đà, 3 loại phẩm chất ở trước đều có thể gọi là hoàn hảo. Nhưng xét kỹ tư tưởng của anh ta thì phát hiện ra anh chàng Angaka này là người nghiện rượu, sát sinh, dâm loạn, nói dối, thậm chí còn trộm cắp. Vì thế 3 phẩm chất kia hoàn toàn không còn giá trị. Do đó thưa các bạn, thiện nghiệp và trí tuệ mới là phẩm chất đặc thù của một Bà La Môn đúng nghĩa. Thế thì giữa hai đặc tính ấy, ngài cho rằng phẩm chất nào quan trọng hơn? Thiện nghiệp và trí tuệ giống cùng một nguồn gốc. Nó cũng giống như là cánh tay này rửa sạch cho cánh tay kia, dùng chân này gãi ngứa cho chân kia. Chúng ta có thể hiểu đơn giản là như vậy. Thiện nghiệp và trí tuệ cùng hỗ trợ thành tựu cho nhau. Thiện nghiệp khiến cho con người phát sinh ra trí tuệ, còn trí tuệ thì dẫn dắt cho hành vi làm đúng chánh pháp. Đây chính là chân ngôn quyền bí của cuộc đời. Hay lắm, nói rất hay Sonadada, ta cảm thấy rất tự hào về ông. Buddha, không biết là bây giờ ngài còn gì muốn hỏi Sonadanda, bậc trí của chúng ta nữa không? Ngài nói thật chí lý Sonadanda. Thiện nghiệp và trí tuệ là 2 yếu tố quan trọng nhất của đời người. Xin ngài hãy nói xem, làm sao để phát huy thiện hạnh và trí tuệ đến chỗ ưu việt nhất? Hỡi đấng từ bi, vừa rồi ngài đã dẫn dắt con vào đề tài này, nhưng con chỉ hiểu về nguyên tắc lý luận. Ngài là bậc giác ngộ, đã chứng được chân lý tối thượng. Hỡi bậc thánh nhân, xin ngài dạy cho con làm thế nào để khiến cho thiện nghiệp và tri thức đạt đến chỗ viên mãn nhất. Đạo giải thoát có 3 thứ lớp, đó là giữ giới, thiền định và trí tuệ. Nếu chúng ta giữ giới làm lành thì việc tu tập thiền định tự nhiên sẽ được tăng trưởng, mà từ trong thiền định lại sanh khởi trí tuệ. Nếu như tất thảy mọi người đều làm việc lành thì có thể chiến thắng dục vọng, phẫn nộ, ngu si, ảo tưởng và ham muốn, đạt được sự giải thoát, hòa bình và sự an vui. Hỡi đấng từ bi, ngài đã khiến cho con mở rộng tầm mắt, ngài đã khiến cho con nhìn thấy được ánh quang minh. Buddha thánh nhân ơi, xin Buddha hãy cho con được quy y theo ngài.
hãy nhận con làm thành viên trong tăng đoàn của ngài. Sakya Mauni Buddha! Sakya Mauni Buddha! Sakya Mauni Buddha! Đứng lại! Cô là ai? Có biết tự tiện xông vào Dương cung sẽ bị tội gì không hả? Tôi không cần sự lựa chọn nào khác. Hôm nay tôi vào trong đại điện này chỉ mong Buddha trả lời một vài thắc mắc. Người muốn hỏi thì đến tinh xá của Buddha mà hỏi, ra ngoài cho ta. Mau lên! Đại sư à, cứ để cho cô ta hỏi, miễn là Buddha không ngại là được. Người muốn hỏi gì đây? Mauni Gotama, ngài thuyết pháp cho mọi người và rất được mọi người yêu quý. Không lẽ không lúc nào mà ngài nghĩ đến người phụ nữ đáng thương vì ngài mà bụng mang dạ chữa? Thiếp đã mang trong bụng đứa con của ngài, vậy mà ngài vẫn không đoái quà gì tới thiếp sao? Nè, tứ đàn bà không biết nhục, dù không người khác không cảm thấy xấu hổ hay sao hả? Cô không biết Buddha là bậc vô dục vô cầu sao? Các bậc đại thánh đã sớm dứt bỏ tình dục rồi. Ngươi có biết mình đang buộc tội ai không vậy hả? Cô gái à, chỉ có hai người có thể xác nhận tất cả những gì con nói là thật hay là giả. Đó chính là con và ta. Bắt cô ta lại tốt bệ hạ, chỉ đợi ngài ra lệnh là chúng thần sẽ ra tay ngay, sẽ mang cô ta ra tra khảo nghiêm khắc để trả lại chân tướng và danh dự của Buddha. Bắt cô ta lại. Không phải là ngươi muốn vu khống cho Buddha sao? Ta nói có đúng không? Bây giờ ngươi hãy khai thật đi. Là ai đã sai ngươi làm điều này? Khai thật đi. Đúng thế. Khai thật đi. Im lặng mau. Mang cô ta ra ngoài. Tâu bệ hạ, xin tha tội chết cho cô ta. Cô ta đang sám hối hành vi của mình. Ta đã tha thứ cho cô ấy rồi. Buddha rất vĩ đại, không tính toán hơn thua. Nhưng người cô ta làm nhục chính là Buddha, khách quý của Magadha. Nên ta không thể bỏ qua chuyện này được đâu. Quả nhiên ta đoán không sai. Ý tưởng thối tha này chỉ có Dương tử Devadatta mới dám nghĩ ra. Ta không hiểu ngài đang nói gì hết. Anh có thể biết được điều gì chứ? Chỉ cần giận lên thì không còn biết suy nghĩ gì nữa cả. Anh xem đi, ngày trước vì một cơn giận của anh đã làm mất đi tình bạn của chúng ta.
Hôm nay ta bắt nhốt cô ta, chúng ta trở lại tốt đẹp như xưa. Nhưng mà ta đang thắc mắc là tại sao bạn này để cô ta sống? Devarata, vì tâm địa ta nhân từ mà. Nếu như ta không nhốt cô ta lại, cô ta sẽ đến quỳ lại cảm ơn Buddha, rồi sau đó sẽ khai tên kẻ chủ mưu đứng phía sau ra. Nếu như vậy, anh có thể tiếp tục ở lại trong tăng đoàn nữa không? Vậy thì dương tử Devarata, còn chỗ nào cho anh dung thân không đây? Ajatasattu, bạn từng nói có một kế hoạch để trừ khử Buddha đúng không hả? Cuối cùng thì anh cũng đã thông minh hơn một chút, đã trở về đúng với quỹ đạo. Bạn à, hãy giúp cho ta một việc nhỏ, hãy thả cô gái này ra. Vẫn chưa đến thời điểm thích hợp, Ajatasattu ta sẽ không hành động mạo hiểm đâu. Ta phải tính toán kỹ lưỡng. Bây giờ thanh kiếm bén này đang nằm trong tay ta, còn chuyện ta dùng nó thế nào thì cứ để cho thời gian tự trả lời. Lúc đó bạn sẽ biết. Mạng của cô không còn bất kỳ giá trị lợi dụng nào nữa rồi, Manavika. Nhưng xác của cô thì vẫn còn chút hữu dụng. Đôi khi vì đạt được mục tiêu mà phải hy sinh thứ gì đó chứ đúng không hả? Quy y Buddha đi. Bạch Thế Tôn, chúng kêu suốt buổi sáng này rồi. Ngài có bị tiếng kêu của chim thú quấy nhiễu không ạ? Thiền định mà bị tạp âm quấy nhiễu thì không phải là đang tu thiền. Xin Buddha thứ lỗi. Chim thú cứ kêu mãi như thế nhất định có nguyên nhân gì đó. Thầy ra sau nhà xem thử, rốt cuộc điều gì làm chúng nó hoảng loạn. Đi ra, đi ra, đi ra, đi ra. Thưa Buddha, việc này có vẻ như là một âm mưu vậy. Từ trên thi thể có thể nhận ra rằng cô ấy đã bị người ta giết trước, rồi sau đó mới mang đi chôn. Những âm mưu này là muốn nhắm vào ai? Ngài rất từ bi thưa Buddha, nhưng mà trên đời này luôn có những người ác độc lợi dụng lòng từ bi của ngài mà lấy oán để báo ơn. Còn dám khẳng định người gây ra việc này chính là muốn hủy hoại danh dự của ngài.
Thưa Buddha, cô gái này là người đã bêu xấu ngài dưới đại điện của Magadha, đúng vậy chứ? So với lỗi lầm mà cô ta gây ra, trừng phạt như thế này quả thật rất nặng. Con nhất định sẽ tìm ra hung thủ rồi đưa hắn đến đây để gặp ngài. Thầy Anan, thầy sắp xếp nghi thức an táng cho cô ta đi. Học giả Domuka, đợi đến sáng mai thì việc này chắc đã truyền đi khắp thôn xóm rồi. Nghe đây, nghe đây! Chuyện gì? Sao hương thất của Buddha phát hiện thi thể của một cô gái? Thi thể hả? À đúng rồi nha, chúng tôi nghe nói là cô ta đã bị xiết cổ chết đó. Cái gì? Cái gì sao? Nam mô A Di Đà Phật.